Welcome cả anh em trở lại kênh THPG của ngày hôm nay. Tiếp tục với game lấm lùn tiến lên thì bây giờ mình sẽ review cũng như đi qua cho em sự kiện khiêu chiến tí luyện tháng 2. Đây về tí luyện 7 ngày tháng 2 ấy. Ngoài mấy cái nhiệm vụ ra thì nó có thêm hai cái nữa. Đây lạp này. Các mốc nhiệm vụ này. Nó sẽ có thêm phần khiêu chiến cộng với tí luyện dung dí. Về tí luyện này nó như là cái boss ra tới mình. Anh em đánh đêm cao thì được nhiều đồ. Đây mình sẽ đánh thử một phát cho em xem luôn. Một ngày sẽ được đánh 5 lần. Điều đó như đánh bốt gia tộc với cho mày thôi. Được kim cương, su, kỹ năng và đồng hành. Còn về đánh khiêu chiến cái hai này ấy, đây nó sẽ có tổng cộng là 7 ngày. Mỗi ngày sẽ được thêm một cái. Anh em đánh full 3 sao là sẽ được thêm khá nhiều quà. Quà cũng khá là ổn. Được 350 kim cương, 200 đèn cộng với 20 vé tăng tốc. Tổng cộng sẽ có 3 mốc. Là anh em nhận được hơn 1k kim cương, 600 đèn cộng với 60 vé tăng tốc. MV tăng tốc khá là cần cho sự kiện ở Quảng em ơi. Còn về chơi khá thế thôi. Đây mình sẽ vào khiêu chiến này một. Nó sẽ có hai loại lấm. Đầu tiên là lấm tốc độ nhanh sát thương 1 và lấm chậm sát thương 2. Về lấm chậm này xài nhất là khi anh em giết hai con ngoài rìa, còn bốt anh em dùng lấm chậm thì giết nó sẽ nhanh hơn. Còn về một mình thấy khá dễ. Đầu tiên anh em chọn là lấm nhanh. Anh em căn đúng giữa hai con này. Rồi anh em chọn lấm chậm đâm thẳng bốt cho mình. Đây mình sẽ thực hành luôn cho em. Đây này. Đây anh em chú ý nhá. Đâm đúng giữa nhá. Đâm mình xem ảo. Ok rồi đấy. Một bắn này. Anh em thấy nào? Chuẩn luôn. Còn lại thì anh em chọn lấm chậm rồi anh em đâm thẳng bốt. Hoặc là anh em mở lừa chọn lấm thì anh em chọn lại góc thấp nhất cho mình. Đây. Thấp nhất nhá. Là anh em bắn kiểu gì cũng chết bốt. Đấy một phát mất bao nhiêu đây? 30%. Còn về lấm chậm thì anh em chỉ tốn có hai phát thôi. Còn bắn cái kia anh em tốn 3 phát. Hên hên là 2 phát. Đây cho em xem luôn nhá. Cứ thẳng bốp mà giá. Một phát gần chết luôn. Nói chung là một ngày anh em chỉ cần tốn 3 bước là xong thôi. Rất là dễ em ơi. Hai phát này. Đấy khá là easy. Còn về ngày 3, 4, 5, 6, 7 thì chắc chắn là mình sẽ làm video hướng dẫn em ơi. Hơi tiếc tí nhỉ. Biết thế ngày mai mình làm. Còn về ngày 2 ấy, ngày 2 nó sẽ khó hơn ngày 1 và ngày 3, 4, 5, 6, 7 chắc chắn là sẽ khó hơn ngày 2 và ngày 1. Nên anh em mở ít thời gian chơi thì chú ý cho mình cái video này. Còn về tầng này ấy, mình hay bắn đấm nhanh và mình chọn mũi tên đúng cái góc này mày. Đây, mình sẽ chọn mũi tên góc này. Mở nếu ấy, cái con bố bên trái chết, mở bố bên phải chưa chết thì mình sẽ chọn cái mé ở đây. Đây, bắn làm sao cho nó lẩy vào con góc này. Đây mình sẽ bắn luôn cho em. Cái này nó khó hơn ngày trước em ơi. Tại vì mình ở căn trên có một nhịp thôi là nó bắn khác em ơi. Em chú ý nhá. Một phát này. Đấy, dính hai con luôn. Máu đều nhau em ơi, máu đều nhau. Tiếp tục này. Đấy nhá. Được chưa nhỉ? Như hơi lệch sao nhỉ? Nhìn nhiều quá mình bị hoa em ơi. Nhưng nó sang bên trái nhiều quá thì phải ấy. Đây sang bên trái nhiều quá thì nó lại đánh bốp em ơi. Thế mới tài nhé. Lệnh lệnh một tí mà nó khác một trời một vực rồi. Chuẩn nhất nhở. Hình như hơi sang mé phải nhở. Bắn bừa đi. Đấy. Hơi sang mé phải nó lại bắn như vậy em ơi. Anh em thấy không? Chỉ cần lệch một xíu thôi. Còn là khi mà quần là quần bốp bên phải nhiều ấy. Thì em căn làm sao ấy bắn gỗ lẩy vào con bốt kia cho mình như nào nhỉ, từ từ mình quên mày, hình như là góc này phải ấy. Rồi anh em đợi mình tí, em chú ý nhá. Ok em ơi, đấy ok nhá. Còn về lớn nhanh và chậm mình là nói. Nếu mà còn được bốt anh em cứ dùng lấm chậm bắn nó nhanh. Đây ngày 3, ngày 4, ngày 5. Chắc là 1, 2, 3, 4, 5. 5 ngày nữa mình sẽ làm thêm video về cái hiệu chiến bắn này.
Còn về nhiệm vụ ấy, à đâu mình sẽ soi mốc lạp trước đi. Mốc lạp hình như không nhầm là vẫn như tháng đầu phải nhỉ? Đây 25k được 15, à đâu, 25 vé kỹ năng. 129k được 90 vé. 249k được 180 vé. Và thêm kim cương mấy xu. Tính ra đầu game xu thì ngon nhưng mà tầm này xu hơi phế mày. Có nhiêu? 100k. Giờ xu nó phải tính hàng chục triệu ấy, 100k không xin nhê. À nhờ em ơi, đây là ngày 2. Ngày 1 là đèn. Đèn bây giờ cũng không xin em ơi. Giờ đèn phải mấy chục k mới được. Còn là về nhiệm vụ. Để khi anh em hoàn thành là sẽ được tai thỏ máy này. Tai thỏ là trong phần avatar nhân vật đấy. Đầu tiên là hoàn thành nhiệm vụ full là được 800. Thử thách đấu trường 5 lần. 10 ca su. Vượt ải tận thế. 10. Đèn đạt level 15. Nói chung là về nhiệm vụ khá dễ em ơi. Mặc 10 trang bị phẩm cấp huyền thoại. Rồi mình xem huyền thoại nó đồ gì nhỉ? Huyền thoại là đồ đỏ em ơi. Đáng lẽ nó phải cho đồ siêu việt mới chuẩn. Nói chung là về nhiệm vụ khá là dễ em ơi. Ngày 2 thưởng full là sẽ được 800 ba kim cương. Vượt map 10.10. Được 30 cao su. Đến độ sâu mổ 5.000 mét. Được thêm 10 bom. Hoàn thành chinh chiến thú dung nham 5 lần. Được thêm 30 vé tăng tốc. Cái ok này. Tích lũy quyên góp tộc 20 lần. Làm thêm 2 ca điểm gia tộc khá ngon. Và mốc cuối tích lũy hoàn thành là 50 lần nghiên cứu nghệ. Cái đó không rồi em ơi. Riêng nó mà không dồn 50 lần là anh em xây vào cú không là xong được. Nói chung là về nhiệm vụ khá dễ. Quà đạp thì hơi phế một tí. Khiêu chiến thì ngon. Khiêu chiến này cũng ngon. Nói chung là hai đầu tiên ok. Đấy anh em xây vào mới chú ý cho mình về hai khiêu chiến. Và anh em mới chơi đừng quên xin vào nhóm của mình. Nhóm mình tên cộng đồng lấm lùn thì lên. Chia sẻ nghiệm. Chỗ anh em vào phần nào đáng chú ý. Để code mình ghi vào đầu. Ba code mới nhất anh em chú ý cho mình. Đây. Và em kéo xuống có vài bài mình tổng hợp mấy cái sự kiện xung kích cho anh em xem ở mới. Bên như cái túi tài nguyên này. Mình có thêm ơi. Đây ngày 3 đến ngày 7 top trang viên. 8 đến 14 quặng. 9 đến 10 dây cót. 15 đến 21 tinh hoa vô hùng. 16 đến 17 tiêu hao đồng hành. 22 đến 28 tiêu hao mảnh di vật. Và 23 đến 24 là tiêu hao về kỹ năng. Đấy video này anh em chú ý cho mình về tín nguyện ở tháng 2. Thôi ok mình xin kết thúc video đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye bye anh em.